Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tại Tổ quốc. Hôm nay thuộc lên cho một clip gồm 13 cây câu nha anh em. 13 cây câu này 13 cây câu kiện Nhật. Hàng 2 khúc 3 khúc thì có vài cây 2 đọt. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chưa thanh toán, nếu hàng lỗ không có clip lên thì em sẽ ăn lại. Rồi cảm ơn anh em. Thứ nhất người tham khảo thì cây thứ nhất em lên cho người là một cây cần của Alpha Taco. Cây này hàng carbon anh em, hàng nội địa. Đem lại để đầy đủ nha mọi người. Cây này thì carbon sẵn toàn thân, carbon sẵn nổi. Phen là phen sứ, sứ trắng, sứ dạ quang anh em. Ở phần Fuji. Bát là bát Fuji tam hoàng, hàng Seben, hàng nội địa nha mọi người. Thì cây này sẵn nổi gân từ A tới Z luôn anh em. Đó. Thì tem nó bị bạc trâu sơ một tí nha anh em. Đó. Ngoại hình thì nó có xuất sắc đi ti vài điểm nha. Đó. Đọc tới đây. Bù trong sẵn như này, bù là bù xít như này, bù xít màu chè đó, sứ cực kỳ dày luôn nha mọi người, sẵn gần guốc nè, bóng chỉ cán có rất là ok nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 2m4, độ cứng là 120 nha anh em, độ cứng là 120, độ cứng này chia nên là đánh đáy nha anh em, đánh đáy câu trên bè thì câu săn hàng đó. Thì cái này nặng là 170g, đọt là 2 ly 7, cứng là 120, giá công khai là 1 triệu nha anh em, giá 1 triệu cộng ship. Cần sẵn này, carbon sẵn nha anh em, fan Fuji nha anh em, fan Fuji lưỡi sứ dạ quang nha mọi người, hàng ok hết nha mọi người. Rồi giá công khai là 1 triệu cộng ship nha. Cây số 1, tiếp theo em lên cho người là cây số 2. Cây số 2 em lên cho người là một cây Kenjaki cây quắt. Đó. Thì cây này nó có xuất sắc nha anh em. Đây nè. Được cái là cái phôi nó là phôi sáng ít nha mọi người, phôi sáng ít. Chỉ keo ok hết nha mọi người. Chỉ keo ok hết, phôi sáng ít. Thì cây này dài 2m4, độ cứng là 30 nha anh em. Dài 2m4, độ cứng 30. Hàng là hàng nội địa. Phôi sáng ít. Thì cây này nó bị mắc một khúc nha anh em, một mắc hình như là một đầu bu đi keo lại, thì do quá trình vận chuyển thì nó mắc một đầu bu thôi, mắc cỡ như đây, mắc cỡ phân nha anh em, cần sao để em nói anh em vậy thôi. Sứ là sứ dạ vàng anh em, sứ dạ vàng. Carbon là carbon thay da Kenjaki. Cần này thì phôi nó khỏi chê, đánh cực kỳ nảy luôn. Đó, độ cứng 30. Test đọt cho anh em xem luôn. Thì cây này nặng là 320g, đọt là 2 ly 1, giá công khai vẫn là 1 triệu nha anh em. Đó, cây số 2 giá 1 triệu cộng ship. Hàng đẹp, hàng ok nha mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 là một cây cần Olympic, hàng này hàng Hachi, chê này đánh ghe tàu, đánh cảm giác. Đó. Thì cây này độ mới nó gơ tầm khoảng 98%. Đó, thiếu cái hộp thôi. Cán máy chèo sơn, nước sơn còn rất là bóng anh em. Đó. Hàng Olympic nha mọi người, hàng Olympic. Fan là fan sứ đỏ xám. Đó. Carbon sẵn nè anh em, sẵn đó. Đó. Rồi thì anh em có thấy nó sẵn cuồn cuộn luôn. Sẵn mà sờ cầm tay luôn nha anh em. Thì cái này 2m4, hàng 2 đọt nha anh em, 2m4, hàng 2 đọt. Đó. Tem này nè, tem sức đầy đủ nha. Cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn nha em. Hàng này hàng chưa qua sử dụng nha em, hàng dạng trưng bày. Đó. Bù ok nha mọi người. Sứ lỗi sắm nè. Để sau đây anh em xem. Thì cái này dạng như hai chi anh em. Cực kỳ sáng luôn, sáng cực kỳ đẹp luôn. 2m4 nha em. Thì đọt 2 đọt, 1 đọt 1 ly 5, 1 đọt 1 ly 8. Thì đọt 1 ly 5 á, đầu cứng ra tầm khoảng 15 nha anh em. Đó, 15. Đọt 1 ly 8 ra tầm khoảng 20-30 nha anh em. Đó, 2 đọt 1 đọt, dạng đánh cảm giác. Đây, giá công khai cây số 3, giá công khai vẫn là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Hàng dạng đánh cảm giác, câu hành cháp nha anh em, hành cháp, câu cá mè, câu tôm. 1 đọt cứng 10-15, 1 đọt cứng 20-30 nha anh em. Đó, 2 đọt. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa 2 đọt.
một đọt cứng 30, một đọt cứng 80, 60. Chất liệu rồi, chất liệu carbon, carbon sắn chìm. Sẵn anh em, sẵn gắt cờ đỏ đã nha anh em. Sứ là sứ dạo vàng anh em, sứ dạo vàng. Đây, đóng bụi chưa lao luôn nè. Bát là bát Pussy tem vàng Seven anh em, nội địa nha. Carbon sắn nha anh em, đây anh em. Cần 2m, 2m4 nha anh em, cần 2m4. Nặng là 298g. 2 khúc. Đó. Đọt là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp. Hàng là nguyên zin nguyên kiện. Phen là phen chống sắn, phen là phen dạ quang, Fuji dạ quang. Bô cũng Fuji dạ quang luôn, hàng nguyên kiện nha anh em. Ngoại hình ok, sạch sẽ, đẹp đẽ. Cái số 4. Thì cái số 4 nặng là 298g, đọt là 2 ly. Một đọt 1.8, đọt 1.21. Thì đọt 1.8 độ cứng 30, đọt 2.1 độ cứng 60 nha anh em. Đó, hai đọt cho anh em câu tra, câu chép, câu lăn xê, đó tùy theo địa hình mà anh em câu. Cái nước chảy. Phen ok hết nha anh em rồi, sang sứ giao quan đây anh em soi cho anh em xem. Rồi, giá công khai cây số 4, giá công khai vẫn là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Em nào địa nha mọi người. Rồi địa. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 em lên cho người là một cây hàng của Senwa, hàng nội địa Nhật. Thì carbon sắn găng guốc nha anh em. Cây này hai đọt nha mọi người. Đó, một đọt 30, 50, một đọt 60, 80 nha anh em. Nó còn ghi đây. Phen là phen sứ dạ, sứ xám nha anh em. Phen ok nha mọi người. Phen này nó do để lâu nó bị xét thôi, rỉ một tí, dạng rỉ lớp keo ở ngoài thôi nha anh em. Tất cả đánh ok vô tư. Thì cây này có một cây, có một đọt nó bị lai bu, nó bị gãy đầu bu nè. Đó, thì đã được làm lại đầu bu. Hàng sinh qua nội địa, cây này dài 2m4. Đó, dài 2m4 nội địa nha anh em, tem toàn địa rõ ràng. Thì độ mới nó thì lung linh này. Đó, lỗi cái là bị gãy cái đầu bu này. Đó, một cái đầu bu bên đọt 30-50. Đó, đọt 60-80 thì nguyên xin nha anh em. Gãy bu và đã thay rồi. Phen ok nha mọi người. Đó, không lỗi lầm gì hết. Phen này anh em về đánh vô tư nha, dạng phen Fuji đẹp đẽ sạch sẽ. Cái này dài 2m4, một đọt cứng, một đọt cứng 30-50 là đọt gãy bu nha anh em. Đó, đã làm lại bu. Một đọt cứng 60-80 là nguyên zin nha anh em. Đó, hàng chi anh em đánh tra chép câu lăng xê, câu chỉnh ghe trên bè trên thuyền, câu đa năng nha anh em. Cặp quan sắn thì thì cái này nặng là 350g. Đó, đọt 2 ly có độ cứng ra tầm khoảng 50-80, giá cũng khai là 1 triệu nha anh em. Cái số 5 giá 1 triệu hai đọt. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 lên cho người vẫn là một cây hàng của Senwa. Đó, cây độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em. Đó, cán là cán gỗ, cán đối trọng nha anh em. Bát là bát Fuji tam hoàng, phen là phen Fuji. Đó, sứ xám. Đó, anh em. Phôi là phôi carbon nè, phôi carbon sáng nổi. Rồi tạm tay xin qua anh em, hàng xin qua hàng nội địa. Cái này dài 2m7 anh em, 2m7 hai đọt, một đọt cứng 30-50, một đọt cứng 60-80. Đọt là đọt tháp. Đó, đọt tháp này đánh cực kỳ cảm giác anh em. Đó, cá ăn rất là nhạy luôn. Đó, ngoại hình ok anh em, sạch sẽ nha, xuất sắc rất là ít luôn. Tem nội địa. Nên em, hai đọt, một đọt cứng 30-50, một đọt cứng 60-80. Đó, thì cái này nặng là 350g, đọt 2.5 độ cứng 30-80, đọt 2.8 độ cứng 60-80. Đó, giá công khai cây số 6 giá là 1 triệu 2 nha anh em, 1 triệu 2 cộng ship cây số 6. Hàng đẹp nha anh em, cây số 6 đẹp.
Tiếp theo cây số 7, cây số 7 vẫn là một cây xanh qua hàng hai khúc, hàng hai đọt cho anh em. Đó, vẫn là một đọt cứng 30 50, một đọt cứng 60 80. Đó. Thì cây này thì cái gốc được sơn là anh em, được men nhật sơn là màu đen. Đó. Thì cây này sơn nguyên zin gỗ nè, đó. Thì hàng sau thì em báo anh em vậy. Đó, hàng về sau báo vậy luôn. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon, hàng vẫn là mới long lanh. Đó, bass pussy cho bên anh em. Đó. Phen là phen lão xứ nha anh em, xứ xám. Phen này đẹp nè anh em, phen đẹp lung linh luôn. Đó. Mấy phen cây kia nó bị rỉ một tí, phen cây này này cứng cường luôn. Đó. Đọc vẫn là đọc tháp nha mọi người, đọc vẫn là đọc tháp. Phen vẫn là phen Fuji đỏ xám, bu vẫn là bu Fuji. Bower Senwa nội địa. Tem nội địa gõ gàng nha anh em. Đó, anh em mà bảo là không phải tem nội địa thì tặng luôn cái cần. Dễ dàng. Hàng đẹp. Hàng này về cho anh em đánh tra, đánh chép câu lăng xê. Đó. Anh em câu câu biển cũng được, cũng rất là ok. Một đọt cứng 30 50, một đọt cứng 60 80. Cái này nặng là 370 g. Đó, giá công khai vẫn là 1 triệu 2 anh em, cây số 7 1 triệu 2. Điểm giờ qua đây. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần 3 khúc. Thì cây này của hàng Sunfish anh em, hàng Sunfish. À, cây này em lấy từ thị trường Nhật đây. Cây này là chỉnh carbon hai da anh em. Đây này, nó đèn ít đây nè. Đó. Hàng carbon hai da anh em, hàng carbon hai da, bass là bass Fuji tam quang. Đó, Halikis. À, phen là phen xứ xám nha anh em. Đó, phen Fuji xứ xám. Càng 3 khúc chất liệu carbon. Anh em. Đây, double carbon. Đó. Hai lớp carbon nha anh em. Đó. Thì keo lên bị rạn một tí nè. Đó. Thì bao anh em đánh luôn. Bao chắc nha anh em. Đó. Chứ không ảnh hưởng gì đâu. Phần trên đây cũng vậy. Đó. Càng sau thì em báo anh em vậy thôi. Quay kỹ cho anh em xem luôn. Đó. Dạng carbon hai da anh em. Ba khúc. Thì cây này cứng 60 và 3m6, hàng chuẩn cái này đến lăng xe nè, đến lăng xe, đến chép. Thì cái này nặng là 370 g, đọt là 2,7, giá công khai khoảng là 1 triệu 2 nè. Đó, cây số 8 giá 1 triệu 2. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 là một hàng cho anh em đánh gần nha anh em, đánh gần. Thôi thôi anh em đánh lăng xe cũng rất là ok. Thì cây số 9 em lên cho người là một cây cần đai qua, foil là foil quẩy cá, foil carbon. Đó, sẵn ít mà nó sẵn ít dạng dày luôn anh em. Thì cây này nó sư cũng xấu anh em. Cái này do mấy Nhật quấn, quấn này dây cước lại nha anh em. Đó, quấn lại cho cầm đựng chân tay nè. Bát là bát Fuji nè anh em, bát Fuji. Đây, nó bị giảm nắng nè. Đó, giảm nắng khúc này. Thôi thì khỏi bàn anh em. Thôi thì carbon sắn thế này thì anh em khỏi bàn về đâu chất lượng hết. Đó. Phen cũng vậy, phen là dạng phen Fuji loại xám, bô là bô Fuji mô chè, xít mô chè nha anh em. Đó. Thì cái này dài 3m9, độ cứng là 80. Đó. Một độ cứng cực kỳ hiểm luôn. Đó. Độ cứng này anh em đánh gần cực kỳ ok luôn nha anh em, đánh gần thông thường anh em câu lăng xe. Đó, sân hàng anh em, cây 3m9, độ cứng 80, hàng đại qua nội địa nha anh em. Đó. 3 khúc đại qua. Phôi đây. Ở ngoại hình thì có xuất sắc một tí nha anh em, nhưng phôi cực kỳ chắc luôn. Gốc cắm đây, đó, hàng nguyên zin nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 350 g, đọt là 2,4 ly, độ cứng 80, giá công khai là 1 triệu 3 anh em, 1 triệu 3 cộng ship cây số 9. Tiếp theo em lên cây số 10 và số 11. Số 10 và số 11 là một cặp nha anh em, giống nhau. Đó, phần bên đây là phần hàng VIP. Đây, em lên cho anh em số 10 trước. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần Shimano nội địa. Đó. Hàng Shimano Power Lock.
hàng sáng ít toàn thân. Đó, Shimano. Sáng ít khỏi bàn nha anh em. Đó, cây này hàng Japan nha anh em. Đó, hàng nội địa, tem Fuji tem vàng đây. Fan là fan Fuji lỗi xám nha anh em. Đó. Hai cây này giống nhau luôn. Sẵn gần gút thế này đi. Đó. Cái này dài 27 nha anh em, dài 27, độ cứng gà tầm khoảng 80 đến 120. Độ cứng nó cứng dài vô trong nha em, thì đọt nó đọt thấp. Cần rất là đẹp nha nè, sẵn nè, sẵn gần guốc luôn, đọt thấp nha em, đọt thấp này này, cực kỳ nhảy cá nha, siêu nhảy cá luôn đó. Độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 120 anh em, đó. Thì cái này nặng là 310 gram, đọt là 2 ly 2, độ cứng từ 80 đến 120, giá công khai là 1.800.000. Cây số 10. Thì anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem, hàng đẹp. Xuất sắc ít nè. Hình như là không có xuất sắc luôn. Đây, quay sau lưng nè. Đó. Rồi, cây số 10. Cây số 10 giá là 1.800.000 cộng ship. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 cũng vậy, một cặp nha anh em. Đó. 1.800.000 cộng ship. Ngoại hình là sạch sẽ đẹp đẽ nè, nó sáng nhất toàn thân. Buông. À, fan là fan Fuji lỗi xám nè, đó. Cái này soi bọc fan nè, đó, fan ok hết nha anh em. Cái này có chân fan đẹp hơn cây nãy nữa. Đó, cái số 1 có chân đẹp hơn cây số 10 nữa. Sáng nhất. Xe ben nha anh em. Đó. Bát Fuji tam vàng đầy đủ. Hàng nguyên kia nguyên kệ nha kiện anh em, không độ chế. Rồi, giá công khai cây số 11, giá vẫn là 1.800.000 cộng ship nha anh em. Rồi, tiếp theo là cây số 12. Cây số 12 thuộc dạng hàng của anh em sưu tầm này, hàng cực kỳ hiếm luôn. Cây số 12 em lên cho mọi người là một cây Shimano Anox Argos. Thì cây này là một cây hàng cực kỳ hiếm luôn. Đó. Hàng này hàng sáng nhất toàn thân nha anh em, cán nha anh em. Hàng đẳng cấp, cán nó có làm các cũng gắt. Đấy, đấy cao su nha anh em. Đó. Làm cao su đối trọng luôn. Đó, đây an toàn. Anox. Bát là bát Fuji nè, bát Fuji Shimano Anox luôn. Thì cây này là một cây hàng quýt. Phôi là phôi sáng ít toàn thân. Đó. Fan là fan Fuji lỗi xám. Nè, sáng ít toàn thân như nè. Cái này còn cực kỳ mới nha mọi người, cái này độ mới ra tầm khoảng đâu đó 95% nha nè. Sắn tới ngọn lên nè, đó, bu. Bu dạng bu môi chè nè, bu xít môi chè nè, đó, cực kỳ dày luôn. Cái này là cái chỗ nhám nha nè, nhám để cầm tay. Nam mới càng cực kỳ đẹp nha anh em, cực kỳ chắc luôn. Thì cái này lậu cứng, lậu cứng 50, dài 3m3, hàng chi anh em sưu tầm, đánh trà, đánh chép, cầu lăng xê anh em. Đó. Em xách cái này em đánh là khỏi treo đâu hết, khỏi sợ đụng hàng luôn. Đây anh em, cứng 50, dài 3m6, hàng nội địa, mấy xe ben anh em. Đó, khỏi vàng. Đây, cái số 12. Cây số 12 là nặng là 420g, đọt là 2 ly 2, giá công khai là 2.800.000 nha nè. Đó, cây số 12, 2.800.000, hàng đẹp nha nè. Tiếp theo cây số cuối cùng, một cây vẫn là một hàng nội địa, hàng nội địa này, hàng nội địa chuyên cho em săn hàng. Cây cuối cùng em đã cho mọi người là một cây hàng của Tamriel. Đó, Tamriel này thì cây Tamriel này sử dụng bộ phen là bộ phen lá nha nè, bộ phen lá. Phen chỉ ok hết nha mọi người. Đó, Tamriel. Thì anh em có đánh qua hàng này thì anh em biết chuẩn nội địa nha anh em. Đó, phôi cực kỳ ok luôn. Bát là bát Fuji nè anh em. Đó. Thì cái chỗ gắn máy nó làm cực kỳ chắc luôn nè. Hai cục chà bá lửa nè. Đó, hai cục bát bự luôn. Phen là phen Fuji. À, phen lá. Lỗ xích. Càng là trắng nha. Cây cứng 80, dài 3m9. Hàng chuẩn anh em đánh gần. Đó, đánh gần. Cầu lăng xê. Fan ok nha mọi người, fan ok còn 37 luôn á, hết sảy luôn á.
buôn chống sắn. Xoay kỹ cho anh em xem luôn. Hàng tem riêu nha anh em, tem riêu. Hàng nội địa. Đây, hàng đẳng cấp làm cái khác. Đứt tới đây, đứt dặn ra được luôn. Xoay ở phía sau cho anh em xem luôn. Đó. Độ chày xước nó hình như là rất là ok luôn. Đó. Hàng cứng 80, dài 3m9, hàng đánh gần, đánh giặt bờ biển, câu lăng C. Đó. Sân hàng thì cây này nặng là 450g, đọt là 2.4 ly, giá công khai là 3.2 triệu anh em. Đó, cây cuối cùng, cây số 13, giá công khai là 3.2 triệu. Cây này cứng 80 và 3.9 m. Phen lá nha anh em, nó nguyên bộ phen lá. Phen lá ok hết nha mọi người. Rồi, đó là tổng cộng 13 cây cần em đo cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cây nào chốt thì em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.